Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta di chuyển một chiếc modem wifi từ chỗ này sang chỗ khác, hoặc là chúng ta có thể là sắp xếp lại dây giờ cho nó hợp lý, cho nó gọn gàng nha. Đó, thì để làm được điều này chúng ta cần phải có kiến thức để chúng ta biết cách xử lý nha. Đó, các bạn thấy không, dây giờ thì nó sẽ lòng thầm thế này. Giờ mình sẽ gỡ ra hết, mình sẽ di chuyển cái dây này nó lên trên lơ phong ở trên lầu á. Thì bây giờ các bạn hãy xem mình làm nha. Đây các bạn xem, hiện tại mình đang sử dụng một cái đài bóc TV nè, đó. Rồi đây là một chiếc modem wifi đang hoạt động này. Đó, các bạn thấy đèn led không, nó nháy nè. Mình lấy nét lại, đó. Các bạn thấy đèn led là cái cổng là STB nó đang hoạt động đó. Thì cái cổng này là cái cổng mình đang xem truyền hình TV nè. Nhà mạng họ setup cái cổng STB để chúng ta xem truyền hình. Rồi ở đây thì những cái đèn led khác, đó. Tương tự đó các bạn xem nha, rồi. Đó, rồi bây giờ các bạn xem phía sau nè, đó. Phía sau chúng ta có một cổng LAN là STB này, là cổng LAN này nè, là cái cổng mà chúng ta xem truyền hình, chúng ta ghim vô đầu bóc TV đó. Đó, nếu các bạn di chuyển một cái TV sang chỗ khác thì các bạn rút cái dây này ra, các bạn nhớ cắm đúng cái cổng STB này nha. Cổng STB này là cổng, cái cổng để chúng ta xem truyền hình. Nếu chúng ta cắm vào những cái cổng khác, những cổng LAN 1, 2, 3 là những cổng LAN đó chúng ta không xem được nha. Thôi, còn ba cái cổng LAN 1, 2, 3 kia đó là những cái cổng mà để chúng ta sử dụng cho camera nè, hoặc là chúng ta sử dụng đường truyền wifi, chúng ta sử dụng cho một modem wifi tiếp theo đó. Chúng ta nối đường LAN ra. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nè. Nút cam cam là nút tắt nè nha, chúng ta tắt ra. Đó, đầu tiên chúng ta muốn tháo là chúng ta cần phải tắt nguồn trước nè, đó các bạn xem nè. Đó, tất cả những cái đèn báo nó đã tắt hết. Và cái đầu bóc chúng ta nó chớp nháy nè. Nó báo lỗi. Đó, đỏ trắng đó là nó báo là đây nè các bạn xem nè, TV nó báo là lỗi kết nối, có nghĩa là không có mạng nha. Đó, rồi sau khi chúng ta tắt cái nút cam cam xong, chúng ta rút luôn dây nguồn adapter ra nha. Đây là dây nguồn nè, đó, chúng ta rút ra luôn để chúng ta tháo nó sẽ khỏi dính díu nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra nha. Đó, chúng ta kéo về, kéo nhẹ một cái là ngay tức nó bung ra thôi. Đó, đó, bên trong là dây cáp quang nha các bạn. Đó, dây cáp quang chúng ta thì lúc nào nó cũng có hai sợi nha, nó đi liền với nhau. Đó, sợi này là cái sợi mà sự cáp để chống cắt chống đứt đó, là bằng thép nha. Đó, sợi này dành để nó bảo vệ dây cáp quang. Còn dây cáp quang là cái dây mà chúng ta ghim vô máy đó. Đó, rất là mỏng manh nha, nó cần phải có một cái dây bảo vệ nha. Đó, đó, cái dây cáp này tuy nó nhỏ nhưng rất chắc chắn nha. Rồi thì đầu tiên để chúng ta tháo cái cổng cáp quang này ra, chúng ta cần phải biết cách, chúng ta không được cầm vào cái đầu đen đen, chúng ta vặn, nếu chúng ta vặn nó sẽ dịch chuyển bên trong, nó sẽ hư. Chúng ta cần phải cầm vào đầu xanh xanh này, đó, chúng ta dùng hai ngón tay. Chúng ta cầm vào cái đầu xanh xanh này, chúng ta kéo nhẹ là ngay tức nó sẽ ra thôi. Đó, kéo nè, đó, nó có đơn giản thôi, chúng ta chú ý cái hướng mũi tên đó nha. Đó, rất là đơn giản thôi. Nếu chúng ta cầm vào cái đầu đen đen, chúng ta vặn, chúng ta dịch chuyển là nó sẽ sai cái dây cáp quang bên trong á, là nó sẽ không có nhận nữa nha. Thì khi chúng ta cắm vào nó sẽ bị lỗi luôn. Thì đến lúc đó thì chúng ta cần phải điện cho nhà mạng nó xuống nó xử lý nha. Tại vì chúng ta không có thước đo, không có kìm để cắt cái sợi cáp quang, nên chúng ta cần phải điện nhà mạng nó xuống xử lý cho chúng ta. Đó, vì vậy nên các bạn chú ý khi tháo sợi cáp quang ra nha, chúng ta không được vẹn vô cái đầu đen đen như vậy nha. Mà chúng ta chỉ cần dùng hai ngón tay, chúng ta đặt vào cái cổng xanh xanh đó. Đó, và chúng ta rút là ngay tức nó ra thôi, nó nhẹ lắm. Đó. Rồi, sau khi chúng ta rút xong như thế này thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng luồn dây theo ý muốn chúng ta nha. Chúng ta muốn thu dây về, đó, muốn làm gì làm. Đó, đây nè, các bạn chú ý cái cổng này nè. Đó, chúng ta không được va đập mạnh vào cái cổng này nha. Chúng ta phải nhẹ tay. Đó, chúng ta thu hồi về lại. Đó. Rồi, giờ mình sẽ truyền lên gác nha. Rồi. Đây, mình có thả xuống sẵn một cái ống tráng tráng đó. Ống nước máy lạnh đó, để lát mình dùng cái dây mồi mình kéo nó lên. Mình kéo sợi cáp quang lên nha. Đó, tại vì một mình làm cho nên mình cần phải nhờ cái sợi dây đó, đây lắc mình kéo lên. Rồi giờ mình gỡ ra nè. Đó. Đó, gỡ xong mình sẽ buộc vào cổng nè. Đó, giờ mình buộc vào cổng nè. Rồi sau khi buộc xong thì mình sẽ chạy lên gác, mình lôi nó lên nha. Đó, nếu có người thì họ sẽ đưa lên cho nó dễ, còn đây mình sẽ chạy lên gác. Đó, giờ mình chạy lên gác nè. Hello các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo lên. Đó. Có người thì họ sẽ đưa lên cho nó dễ nha. Còn nếu một mình thì chúng ta cần phải nhờ cái sợi dây chúng ta kéo lên. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lên trên nha. Chúng ta luồn qua la phong nha. Rồi.
mình đã lên trên lầu rồi, bây giờ tiến hành là chúng ta sẽ luồn dây qua nè. Này phía dưới mình đã để sẵn dây rồi, bây giờ mình leo lên mình luồn vô thôi. Đó, các bạn xem nè. Đó, đây là cổng cấp quang nè. Đó, chúng ta cần phải nhẹ nhàng nha, chúng ta cần phải nhẹ tay nha, rồi chúng ta cầm tấm luồn nhẹ tay qua. Đó, khi luồn thì chúng ta cần phải nhẹ tay nha, chúng ta lúc nào cũng cầm hai sợi nha, tại vì sợi cấp quang nó rất là dễ bị gãy, rất là mềm, cho nên chúng ta cần phải cầm vừa sợi cấp quang vừa sợi cáp luôn. Đó, thì nó sẽ bảo vệ cái sợi quang của chúng ta nó không bị đứt. Ok, bây giờ mình sẽ thêm một chút nhạc cho anh em nghe đỡ chán nha. Ok, let's go. Ok, như vậy là xong các bạn. Bây giờ mình sẽ xỏ từ trên xuống nữa là mình gắn vô modem thôi. Đơn giản cực kỳ thôi. Đó, mình sẽ cho nó đi vào cái nẹp luôn nha, cái nẹp điện luôn nha, cho nó gọn gàng. Đó, giờ mình xỏ xuống dưới cái này nè. Đó, ngay đó nó có cái nẹp điện đó, ta sẽ đi vô đường nẹp điện luôn cho nó gọn gàng nha. Rồi, ok, giờ mình sẽ tiến hành là đi xuống đi vô luôn nè, rất chi là đơn giản thôi. Đó, các bạn xem nè, đó, nẹp điện mình đã có để sẵn cái hở nè. Đó, mình đã cắt sẵn một cái đường rãnh rồi, đây nè các bạn xem nè, ở ngay đó thấy chưa, mình nhắc vô luôn. Đó, rồi giờ mình sẽ đi luôn vô nẹp luôn, gọn gàng luôn. Rồi, như vậy là xong các bạn. Chúng ta chỉ cần đóng nẹp lại nữa là xong nha. Đó, các bạn xem nè. Đó, mình vô dây rất là gọn gàng nha. Đó, rồi, đóng nẹp này đây luôn. Rồi, còn khúc dưới một lát mình sẽ đóng lại sau. Bây giờ mình sẽ ráp vô modem cho các bạn xem nha. Đây, dây nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quay modem, mình sẽ lắp vô modem cho các bạn xem luôn. Ok, rồi đó, các bạn thấy đèn nó nhấp nháy cái bóc tivi không? Đó là do chúng ta không có mạng nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta tiến hành là gắn dây cáp quang vào nè. Đó, cái bước tháo dây cáp quang và gắn dây cáp quang nó rất là quan trọng nha, chúng ta phải chú ý, cực kỳ chú ý nha. Đó, khi chúng ta tháo ra thì chúng ta cũng sẽ cầm vô chỗ xanh xanh này. Đó, và chúng ta gắn vào chúng ta cũng sẽ cầm vô chỗ xanh xanh đó nha. Bây giờ mình sẽ cầm cái đầu dây này mình để nhẹ vô thôi, chứ mình không có đẩy nha, mình không có tác động lực vào cái sợi dây chỗ này. Đó, mình đặt vào thôi. Đó, chúng ta đặt vào để đó, rồi chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta cầm chỗ xanh xanh giống như chúng ta rút ra đó, chúng ta đẩy nó vô. Rồi, như vậy là xong, rất chi là đơn giản, chúng ta không có dịch chuyển gì đến cái sợi cáp quang bên trong hết nha. Đó, các bạn làm y chang như mình thì đảm bảo sẽ không bao giờ bị lỗi nha, 100% là không bao giờ lỗi luôn, tại vì mình không có tác động vào cái sợi dây, mình chỉ khi rút ra chúng ta rút cái chỗ màu xanh xanh và chúng ta cắm vào cũng vậy, chúng ta cũng sẽ cắm cái chỗ xanh xanh chúng ta cắm vào. Rồi, cắm xong thì chúng ta chỉ cần đậy lại thôi. Thì trước khi đậy chúng ta sẽ gắn cái sợi dây cáp này vào nha, để chúng ta bảo vệ cái sợi dây kia, khi chúng ta kéo cái modem nó sẽ không có lôi tới cái sợi dây kia. Lúc nào cái sợi dây kia nó cũng sẽ dài hơn cọng dây cáp này nha. Đó, cọng dây cáp lúc nào nó cũng sẽ ngắn hơn cái dây cáp quang. Đó, để khi chúng ta lôi thì chúng ta chỉ lôi cái sợi dây cáp kia thôi, chứ không có ảnh hưởng gì tới sợi cáp quang cả nha. Rồi chúng ta đóng lại một cái là xong. Đó, rất cực kỳ đơn giản thôi. Rồi,
bây giờ mình sẽ cắm cái dây adapter vào nha. Đây là cục nguồn nè, đó, chúng ta cắm vào đó. Rồi chúng ta sẽ để máy đứng lên bình thường nè, rồi chúng ta bấm vào nút cam cam, chúng ta nhấn vào và chúng ta bật modem wifi nè. Đó thì ngay lúc này á thì cái modem wifi của chúng ta nó đã được cấp điện nha. Đó, cho các bạn xem nè. Để mình dịch chuyển ra ngoài đi, nó dính cái cầu thang nên mình không thể quay cho các bạn xem rõ được. Đó nè. Rồi để mà các bạn xem, đây nè. Bây giờ cái modem wifi của chúng ta nó đã bắt đầu có điện nè. Đó. Rồi, để mình lấy nét lại cho các bạn xem cho nó dễ. Rồi, hiện tại là nó đã sáng cái đèn là power nè. Đèn nguồn nè. Ở đèn OTH nè, hoặc đèn optical nè. Rồi tiếp theo là đèn internet đã hoạt động nha, tức là ngay lúc này là internet chúng ta đã có lại nha. Rồi, dưới nữa là đèn STB đang nhấp nháy, có nghĩa là cái đầu bóc chúng ta đã đang hoạt động nha. Đây nó hết lỗi rồi nè. Rồi truyền hình thì chúng ta đã xem lại bình thường nè. Đó. Rồi, phía dưới là đèn 2.4G và 5G. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Đó. Đây mình đã cho dây bù nẹp hết rồi các bạn. Thì ngay lúc này nó sẽ gọn gàng đẹp đẽ, nó không như lúc ban đầu nha. Dây điện lòng thòng tùm lum hết. Bây giờ thì mình đã đưa lên trên cao và mình đã đưa vào nẹp hết rồi, cho nên nhìn rất là gọn gàng nha. Như thế này thì đảm bảo sẽ không sợ trụ cắn hay là chúng ta dướng díu gì đến cái dây cáp dẫn đến bị đứt nha. Đó, các bạn chỉ cần xem, áp dụng và làm theo thôi, thì đảm bảo thì ai cũng sẽ làm được hết nha. Không cần gì đến nhà mạng đến nó làm cho mình nha. Rồi, truyền hình thì chúng ta đã xem lại bình thường như lúc ban đầu nè. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Xin chào.